Giặt cho nè nửa giờ. Nó yên mà tự nhiên lại đây vượt cho dữ. Hôm nay học mà trường vui. Chút nữa còn. Vậy là cô ăn cơm xong con qua đây chơi. Con đỡ ngủ đâu. Sao con đi trường? Ui. Xuống đây ngủ với con nhanh đi. Xuống đây.